Vâng ạ, em xin kính chào toàn thể các bác ạ. Và hôm nay cửa hàng bên em lại sưu tập được một số cái mẫu loa bãi, hàng tháo thùng, loa bát 25, 20, rồi loa chép kèn các bác nhé. Vâng, và mỗi bác đi qua thì các bác vui lòng cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh để các bác liên tục cập nhật được những các cái hàng sưu tầm độc đáo và giá rẻ bên em các bác nhé. Và bác nào có nhu cầu mua hàng thì bác liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại đấy ạ. Vâng, và bây giờ em sẽ vào từng cái mẫu cụ thể. Đấy, các bác yêu thích mã nào thì gọi điện chốt cho em theo đúng cái mã em đánh trên sản phẩm các bác nhé. Đầu tiên ở đây là một đôi loa bát 25 của CIF các bác ạ. Đấy, bát 25. Đôi này thì là côn của nó là côn 65 từ 150, rất là to luôn. Đấy, đấy đôi này các bác có thể làm loa kéo, là loa full, rất là chất các bác nhé. Của nó là toàn bộ là zin hết. Đấy, tất cả đều là zin, nhưng mà có cái rốn thì là bên em đã úp lại các bác nhé. Đấy, rốn nó hỏng rồi thì bên em úp lại rốn. Em đặt cho các bác nhìn. Đấy, cái rốn này rồi em đã úp lại nhé các bác nhé. Đây, còn lại là zin hết. Đôi này em bán là 1 triệu 3 một đôi bao ship các bác nhé. 1 triệu 3 một đôi bao ship. Mã đây là mã tặng 87. Đấy, đây, chiếc này đây các bác ạ. Đấy, từ to vật vã luôn. Đấy, các bác về các bác làm loa chế, làm loa kéo hoặc loa full. Đấy, mã 87 là 1 triệu 3 bao ship các bác nhé. Tiếp theo ở đây là đôi bát 25 hãng Sikta Audio ạ. Đấy, đôi này các bác về làm loa karaoke của thằng Sikta Audio này thì nó là côn, là côn 49 ạ, từ 145, tất cả đều là zin hết. Đây các bác nhé. Đấy, loa tháo thùng, dây loa vẫn còn nguyên rồi. Về các bác chỉ việc lắp vào chơi thôi. Đấy, từ to vật vã luôn. Cái dòng loa này thì có những cái nó có tem, có cái nó không có tem đâu bác nhá. Đấy, thì đôi này em bán là 900.000 một đôi bao ship ạ. Đó, Sikta lặng cực kỳ luôn. Đấy, ở đây em có hai đôi thôi. Đấy, hàng tháo thùng cũng chất bãi đây. Đấy, em bán là 900.000 một đôi bao ship luôn nhá. Em có hai đôi. Mã của nó là mã tặng 88, là loa Sikta 900.000. Tiếp theo ở đây là một đôi bát 25 Yamaha. Này là China các bác nhá. Đấy, em báo luôn ạ, sản xuất tại nước thứ hai. Cái này thì có một chiếc. Chiếc này thì là lo zin toàn bộ các bác này. Đấy, chiếc này là zin. Côn của nó là côn 51 từ 120, chiếc này là zin. Em bán là 400.000 một chiếc. Cái này thì là hai cái này nó khác đời nhau các bác nhá. Nó cùng là loa Yamaha y xì nhau luôn, nhưng nó chỉ khác đời nhau. Cho nên là em bán lẻ, còn bác nào thích mua cả đôi thì em bớt tiền đi. Đấy các bác này. Tất cả của nó còn zin nhá. Đấy. Thì em bán là 400.000 một chiếc. Nói là nó khác đời nhau thôi, chứ còn thật ra thì nó không khác nhau cái gì đâu ạ. Từ công suất tất cả, chỉ có cái màng loa thì nó hơi khác màu nhau một chút xíu, là nhìn này các bạn không nhìn ra là nó khác đâu. Nhưng bên ngoài thì có một thằng thì nó hơi xanh, còn thằng này nó hơi xám hơn một tí. Đấy, tất cả đều như nhau luôn. Em bán là 400.000 một quả, còn bác nào lấy cả đôi này em tính có 750.000 một đôi này bao ship không nhá. Đấy, đấy, bát 25 Yamaha là mã 89 nhé. Mã 89 là 750.000 một đôi ạ. Còn quả lẻ là em tách ra em bán là 400.000 một chiếc. Đấy, bác nào mua một quả em bán một quả, mua cả đôi bán cả đôi. Tiếp theo mã tặng 90 ở đây cũng là một đôi bát Yamaha 25. Thằng này cũng côn 51 từ 120, zin toàn bộ các bác nhé. Đấy, zin toàn bộ đây. Được chưa? Đấy, màng đây các bác ơi. Cái này thì em bán là 900.000 một đôi này, bao ship ạ. Đấy, loa nhà bác nào bát 25 mà cháy các bác về các bác mua luôn đôi này về thay vào cho em, khỏi cần phải đi quấn để đi làm lại. Đấy, mất thời gian mà mất tiền quấn cũng kha khá rồi. Các bác thay luôn một đôi loa như này vào cho nó nhanh. Em bán đôi này là 900.000 một đôi bao ship, mã tặng 90 các bác nhé. Tiếp theo mã tặng 91 ở đây cũng là một đôi bát 25 BMB, nó là đời nào đấy em không biết đâu, hàng tháo thùng thôi, China. Đấy, thằng này thì của nó là côn 39 ạ, từ 105. Đôi này em bán 400.000 một đôi này các bác nhé. 400.000, giá tặng các bác luôn đây, zin toàn bộ của nó nhé. Đấy, bát 25 đây các bác nhé, chiếc này đây. Đấy,
Đô này em bán là 400.000 đô này, bao ship mã tặng 91. Tiếp theo mã tặng 92 ở đây ạ, là một đôi chung. Cái này là của Logitech các bạn. Hãng Logitech thì đó là thương hiệu của Thụy Sĩ, sản xuất loại nước thứ hai tại Trung Quốc. Côn của nó là côn 25,9, từ của nó là 90. Đấy, tất cả của nó zin hết các bác nhá. Đấy, màng của nó là màng sóng. Đấy. Rất là cái này các bác làng nó súp rất là hay luôn. Đấy, đôi này em bán là 350.000 bao ship thôi. Tặng các bác đôi này 350.000 bao ship, mã tặng 92. Đấy, đôi này về các bác chế làm súp rất là hay luôn. Đấy, nam châm kép các bác nhá. Đấy, nam châm kép vào thôi. Xương của nó là xương 7 màu rất là đẹp. Đấy, màng sóng. Đấy, đôi này là mã tặng 92. 350.000 bao ship ạ. Tiếp theo mã tặng 93 ở đây cũng là một đôi bát 25 Yamaha. Đấy. Cái này thì nó cũng khác đời nhau các bác ạ. Nó khác đời nhau. Đây, em cũng vậy cho các bác nhìn. Y xì cũng nam châm kép như thế. Không khác nhau cái gì nhưng mà vì nó khác đời nhau các bác nhìn đấy giúp em ạ. Cái này là lỗ này, một lỗ to, một lỗ nhỏ, lỗ này lỗ to hơn một chút này. Lỗ này lỗ nhỏ này, cùng là côn 51 hết các bác nhá. Đấy. Đây các bác nhìn này. Đấy, loa Japan này. Đấy. Thì một đôi này nó khác đời nhau. Em thanh lý đôi này 900.000. Zin nguyên các bác nhá. Zin nguyên. Đấy. Màng miếc rồi là côn nhện không khác nhau tí gì cả luôn. Có mỗi cái nam châm ấy thì cái lỗ nam châm một lỗ to một lỗ nhỏ vì nó khác đời nhau một chút xíu không ảnh hưởng gì. Đấy, mã này em bán là tặng 93 900.000 đô này các bác nhá. Đấy, giá bao ship ạ. Vâng, và có mặt ở trong video ngày hôm nay là một cái mã chép kèn. Chép kèn này là của B3 các bác nhá. Đấy. Chép kèn B3 của nó là dòng côn 250. Đây các bác nhá. Đây ạ. Beta Thia đây ạ, B3 Beta Thia. Đấy. Hãng này thì không xa lạ gì. Em bán đôi này là 650.000 một đôi, bao ship, ở đây em có 2 đôi. Đấy, 2 đôi các bác nhá. Chép kèn côn 250. Đấy. Vừa mới tháo thùng xong, từ trước khi đi em vệ sinh sạch sẽ cho bác nhé. Mã tặng 94 là chép kèn 250, 650.000 một đôi các bác nhé. Tiếp theo là bát 20, ở đây em có một quả lẻ thôi ạ. Cái này là của thằng loa Zika. Côn của nó là côn 44, từ 130 các bác nhé. Đấy, bác nào cháy một chiếc thì về mua luôn một chiếc rồi về thay vào cho em vậy ạ. Hoặc các bác chế làm loa kéo. Đây là côn 44 từ 130. Zin nguyên các bác nhá, tất cả của nó cũng là zin nguyên luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy. Từ to vật vã luôn. Đấy, một chiếc này em bán là 400.000 một chiếc này bao ship các bác nhá. Đấy, 400.000 một chiếc bao ship. Đấy, bác nào có nhu cầu mua mã nào thì bác vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc nhắn vào Zalo giúp em các bác nhá. Vâng ạ, xin chào các bác ạ.